chào anh em. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em review lại mâm 8 cây mà mình chế lên cho Winner nha. Có anh khách ảnh khách quen cũng qua làm ủng hộ. Đây là toàn cảnh em nó, 8 cây 2 đĩa Racing Boy. Tại do tối nhiều khi ánh sáng rồi nó không đầy đủ, nhưng mà mình sẽ cố gắng quay để anh em nhìn rõ hơn ha. Đó, bánh trước nha anh em. Đây là Winner và đi mâm 8 cây. Em quay qua quay giùm anh cái 8 cây bánh sau. Đây bánh bánh sau nha anh em. Đó, quay canh chuẩn nha. Nhẹ tưng nha. Đĩa 8 cây 2 đĩa, đi đĩa 220. Không? Thì lên cho Winner mình cũng thay hết tất cả luôn. Quay bánh lại lần nữa các em trai. Thì còn nãy cũng chạy về rồi. Không, nhông dĩa rất to, xe rất to. Rồi. Em chịu khó giữ giữ mà nó anh quay bánh luôn. Kiểu hai nó gì? Đây bánh trước nha anh em ơi. Không, quay bánh nhà tưng nha. Đúng ngay tâm luôn nha anh em. Đúng tâm luôn. Thì bên mình là đã canh chuẩn hết, làm hết cho anh em. Để mình quay lại cho anh em xem nữa nha. Quay bánh nhẹ tưng nha. Rồi em. Thì đây là Winner chế mâm Racing Boy 8 cây tại shop. Thì anh em nào cần cứ liên hệ với ngọn shop nha. Rồi chân thành cảm ơn anh em. Chào anh em. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em review lại mâm 8 cây mà mình chế lên cho Winner nha. Có anh khách ảnh khách quen cũng qua làm ủng hộ. Đây là toàn cảnh em nó, 8 cây 2 đĩa Racing Boy. Tại do tối nhiều khi ánh sáng rồi nó không đầy đủ, nhưng mà mình sẽ cố gắng quay để anh em nhìn rõ hơn ha. Đó, bánh trước nha anh em. Đây là Winner và đi mâm 8 cây. Em quay qua quay giùm anh cái 8 cây bánh sau. Đây bánh bánh sau nha anh em. Đó, quay canh chuẩn nha. Nhẹ tưng nha. Đĩa 8 cây 2 đĩa, đi đĩa 220. Không. Thì lên cho Winner mình cũng thay hết tất cả luôn. Quay bánh lại lần nữa các em trai. Thì còn nãy cũng chạy về rồi. Không, nhông dĩa rất to, xe rất to. Rồi. Em chịu khó giữ giữ mà nó anh quay bánh luôn. Kiểu hai nó gì? Đây bánh trước nha anh em ơi. Không, quay bánh nhà tưng nha. Đúng ngay tâm luôn nha anh em. Đúng tâm luôn. Thì bên mình là đã canh chuẩn hết, làm hết cho anh em. Để mình quay lại cho anh em xem nữa nha. Quay bánh nhẹ tưng nha. Rồi em. Thì đây là Winner chế mâm Racing Boy 8 cây tại shop. Thì anh em nào cần cứ liên hệ với ngọn shop nha. Rồi chân thành cảm ơn anh em.